Hi, chào các bạn quay lại với kênh Cyber Gaming. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với tựa game Hero Clan Racing 2 nha các bạn. Cái tựa game này hiện tại nó đang diễn ra cái sự kiện đó chính là Lose Nose and Lose Foot, tức là chúng ta sẽ lái xe và chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con lân hoặc là cái con sư tử ở phía sau nè các bạn. Chúng ta chạy càng xa càng tốt. Và cái sự kiện này thì chúng ta sẽ không có nhân vật mới mà chúng ta chỉ có coi và những cái thùng chat thôi. Con xe mình sử dụng cho cái sự kiện này thì mình sẽ sử dụng con xe này các bạn. Con Galica. Galica. Rồi hiện tại mình không có update được luôn các bạn. Rồi do thôi các bạn, mình có 4 lần để mình chơi thôi. Rồi cố gắng lên, chạy càng xa càng tốt các bạn. Chạy được trốn vào ngôi nhà. Cái trận đầu tiên thì đương nhiên là nó sẽ đơn giản rồi các bạn. Trận đầu tiên nó sẽ khá đơn giản. Như thế này thì mình sẽ lượng như thế này. Rồi chúng ta cái chặng 300m rồi tới cái chặng 600m đây các bạn. Mình chỗ này mình hơi chậm rồi. Cố lên. Ui chết cha, nó tới. Rồi tới rồi. Rồi qua chặng 600m luôn các bạn. Mình đến cái chặng 900m đây. Rồi. Ô cái chặng này mình hơi chậm rồi. Rồi. Rút kinh nghiệm. Ôi, hên quá. Rồi vào được không? Vào được rồi các bạn. Rồi cố gắng. Ồ, cái đường hơi ghê quá vậy nè. Mình sắp hết xăng, sắp hết nhiên liệu. Ôi trời ơi, hết nhiên liệu rồi. Đi được 1200 mấy các bạn. Mình đứng vị trí số 6. Mình trang bị lại cái bình hút nhiên liệu không mới được các bạn. Mình có lẽ mình bỏ cái này đi. Mình lấy cái 500 luôn đi các bạn. Để nhiều khi nó hết xăng, lúc nãy mình tiếc quá. Trận đầu khá là đơn giản các bạn. Tới rồi. Rồi. Chặng 500m rồi, bây giờ tới chặng mấy mét. Rồi. Xuống lên lại.
Rồi. Cố lên các bạn ơi. Cú nhảy này ngon luôn nè. Rồi. Một phút nữa, làm lại. Mình nhớ cái vị trí đó mới được các bạn. Cái chỗ này mình quá đà cái chỗ này. Nãy giờ cái vị trí này không qua được. Rồi. Nãy chỗ này yếu luôn rồi. Rồi, cái chỗ này là to rồi các bạn ơi. Cái này mình không qua được cái mốc này các bạn. Thứ bảy mươi mấy luôn, dở quá, còn có 3 giây à. Yếu quá. Trời đất ơi, mình có 765m rồi các bạn. Mình bị dướng ở chỗ đó miết. Rồi, tiếp tục cái trận thứ ba các bạn. Rồi, 300m. Ôi, sao mình nhảy kiểu gì vậy? Nó tới. Cố lên. À luôn. Được cái mốc 900m rồi các bạn. Trời chết, có đèn luôn. Cái này mình lên cái dốc này dở rồi. Rồi. Nó đớp mình đi kìa. Nó đớp mình như nó đớp mồi luôn vậy đó. Mình tuồn vị trí 26 rồi các bạn. Rồi còn có 4 giây không kịp rồi các bạn ơi. 4 giây thôi, không kịp rồi. Thôi chấp nhận thôi. Mình quá xa vị trí này rồi. Đó, mình lấy được 150 nữa rồi các bạn. Rồi, tiếp tục luôn. Lần này cố gắng càng xa càng tốt nha các bạn. Rồi.
Ồ, bao vô nhà luôn rồi. Bay lên nóc nhà luôn. Nó tới. Vô không. Rồi, 650. Trời, coi mình chậm một chút các bạn. Ô, không được, quay lại. Rồi, còn có 50 mấy giây à, cố lên. Cố lên. Ô, lần này vô kịp rồi. Được 1000m rồi các bạn. Có 7 giây à, tiếc quá à. Ôi, mình hết thời gian rồi. Trời đất ơi, vị này vị trí thứ 16 các bạn ơi. Rồi, mình tạm thời mình dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip kế tiếp nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.